Dạ, mình chào cô chú anh chị đến kênh Sa Sài Gòn nha. Tại có mặt ở xã Đa Phước nha, nơi đắp tượng tượng Phật, tượng Bồ Tát và đặc biệt là tượng thầy Thích Minh Tuệ nha. Đây các nghệ nhân đã đồ nghề các đại nhân nghệ nhân này. Mình ghé mình thăm cái khu mình đi để đắp đắp tượng, nhất là đắp tượng tượng thầy Thích Minh Tuệ nha. Đây là tượng Phật. Đây những đồ nghề nha. Đây là Đây công tác đắp tượng. hôm nay có anh trên YouTube sang Sài Gòn. Dạ Em chào. chào anh nha. Dạ chào kênh Yêu Thương TV nha. Dạ. Dạ, chúc kênh bạn thật nhiều là khán giả yêu thương nha. Dạ, Dạ cảm dạ. ơn anh rất nhiều. Này đi thăm chỗ đắp tượng, nhất là tượng tượng của thầy Thích Minh Tuệ. À, những nghệ Nãy nhân giờ này. anh có xem được tác phẩm của tượng sư thầy Thích Minh Tuệ chưa anh? Chưa. Chưa có xem được, anh mới đến đúng không? Đúng rồi, cái lần đầu Dạ. tiên nhất. Tí xíu em sẽ dẫn anh tham quan những bức tượng cho anh xem bức tượng ở trong nhà anh, bức tượng mà có in 3D ra nhìn cũng rất là nét, rất là chân thật. Thấy mấy anh này làm tượng của thầy Thích Minh Tuệ rất là đẹp luôn, ghé mình thăm chiêm ngưỡng những người đầu tay khéo léo. Dạ, đây là bức tượng mới vừa rồi. Là chất liệu gì á mà anh Liệu composite thương anh. xít hả? Dạ. Nhưng mà tượng này trị giá khoảng nhiêu? Bức tượng này 40 xăng, thì nếu mà quý vị Phật tử mình muốn thỉnh về thì khi mà hoàn thiện trau chuốt lại thành phẩm để sơn màu xong đó là giá 1,5 triệu. Chị gửi ha. Dạ. Còn đây là phần thô thôi quý vị, đây là mới vừa Nếu có mà 4 xăng. mình đặt bức tượng này cái này khoảng bao nhiêu ngày mới có? Khoảng hơn 30 ngày á. 30 ngày ha. Dạ. Hoàn thiện luôn ha. Dạ. Nên mình giao tới chỗ chỗ luôn ha, là Dạ. khách tự tự lấy. Mình giao tới chỗ mà miễn ship luôn anh. Miễn ship luôn ha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Và sau khi bức tượng lớn đang đắp đây á, thì đắp xong á, thì cũng đổ ra chất liệu composite giống như bức tượng em mới cho anh xem đó. Vậy là đang đắp khuôn hả? Đang đắp khuôn anh. Bức tượng này chỉ 1 mét. Cũng được rất là nhiều quý vị Phật tử yêu mến và cũng có nhờ liên hệ Huỳnh Hào để tạo ra cho vài bức tượng cho quý vị mình thỉnh về đó, nên cũng đang trong giai đoạn tạo khuôn. Hôm nay Huỳnh Hào không có ở xưởng, lý do là Huỳnh Hào đang ra Huế quý vị, để Huỳnh Hào xem được. Trước tiên là Quỳnh Hào muốn đảnh lễ thầy và muốn được nhìn được thầy và để xem được cái hình dạng của thầy chân thật nhất, và sau đó Quỳnh Hào sẽ về chế tác ra một bức tượng bằng giấy kích thước của thầy để cho quý vị mình chiêm ngưỡng cũng như quý vị Phật tử mình thỉnh về. Nên đắp khuôn là khoảng ba mấy ngày mới mới được hình khuôn nghe. Này mình đắp 1 ngày là xong khuôn. À, một ngày xong khuôn ha. Mình bắt đầu mình mới đổ chất liệu composite. Dạ. Nó hơi lâu nữa, quan trọng là cái khâu mình làm nguội á, Dạ. là mình để mình trau chuốt cho cái tượng nó đẹp nhất, trám trét này kia cho nó hoàn chỉnh nhất, là để mình bắt đầu mình vẽ, là cái khâu đó nó tốn rất là nhiều thời gian. Nếu mà nó thành phẩm là khoảng bao nhiêu thời gian? Thường thì một tượng mà khoảng 1 mét này mà thành phẩm luôn á thì khoảng 5 đến 7 ngày.
Cảm ơn anh nhiều nha. À, nghệ nhân là đắp tượng cái này là mới có đắp mặt trước thôi quý vị. Sau khi đắp mặt trước xong như vậy thì chờ cái phần mặt trước này khô thì sẽ lật lại và tiếp tục làm cái phần lưng mặt sau, thì lúc đó cái khuôn mới chính thức xong đó quý vị. Dạ, khi đó xong thì sẽ tiếp tục cái khâu đó là đổ chất liệu composite để mà tạo thành bức tượng của ngài. Lúc đó Yêu Hương TV sẽ quay và chia sẻ gửi đến quý vị mình xem nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ Yêu Hương TV cũng như thầy Thích Giác Khang nè. Đúng rồi. Thích Giác Khang nè. Đây tượng thầy Thích Sư Thích Minh Tệ nè. Chất liệu composite. Này còn vẽ trang trí lại. Còn phải nhiều khâu lắm anh. Giống như những cái phần này mà bị lỗi nè. Những bức tượng này là bị lỗi rồi, không có sử dụng được, còn phải giống như là phải để ngay một bên để mà làm bức tượng mới. Có thể đắp giá lại sao? Cái nào mà đắp giá lại được thì mình đắp giá, còn nào đắp giá không được thì không thể đắp giá được. Đắp giá rồi coi mài dũa đồ vóng đồ lại, lấy nét chi tiết của bức tượng lại rồi mới sơn. Đủ qua rất là nhiều giai đoạn. Đây thì tới khâu pha bột. Bạn nghệ nhân Lê Di. Không, Lê Di là anh đây hả? Anh đây em. Bạn này là bạn Quỳnh Việt. Quỳnh Việt. Mọi người có khẩu khác nhau ha. Đúng rồi. Một giai đoạn. Nhưng cái khâu quan trọng nhất là cái khâu của Quỳnh Hào, khâu tạo ra được cái bức tượng bằng nét hay da cái nét hả? Cái bức tượng bằng đất sét đầu tiên á. Dạ. Được cái bức tượng nó mới được tới cái khuôn này. Bức tượng nó giống mình để cho làm cái khuôn phải không? Đúng rồi, cái tượng nó gọi là cái tượng cốt. Cái tượng cốt nó sẽ ra được nhiều cái tượng khác theo giống vậy, giống như mình sao y lại từ cái tượng cốt đó. Và đặc biệt cái tượng cốt đó cũng được một vị Phật tử xin thỉnh lễ để đem tặng cái tượng cốt đó đến ba mẹ của thầy. Dạ. Tượng đi rồi hả? Chưa anh. Chưa. Cái tượng mình đang đắp đây. Đây là trong đổ tượng Phật. Đây có tượng Phật hình, đây phần thầy Minh Tệ đang hình thành luôn nè. Rất là giống luôn cả nhà.
Đây các vị Phật ở đây đã lúc tượng gia xong rồi. Thầy Thích Giác Khang. Thích Thông Lạc. Đây là tượng Phật đã đúc da sẵn rồi kìa. Nó thành Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Này tượng cũng đã hình thành trong công đoạn tạo vẽ. Vẽ lại tạo nét. Đây khu đất sét. Đất sét để đắp tượng. Đây đây là như đất sét này. Đất sét để đắp tượng. Này bức tượng đang đắp. Thầy cũng tại đẹp chưa? Có hồn vậy sao? Nó có hồn quá trời luôn. Wow. Chỗ này thanh thoát quá nè. Tưởng là đắp được mấy ngày vậy anh? Tưởng là làm được 4-5 ngày. 4 ngày hả? Sắp tới sẽ cho ra mẫu ngồi này. Rất đẹp luôn. Vâng. Cơm cơm.
thầy chấp tới. Mất mũi tai thầy nè. Đây là đất sét nè, để làm bắp tượng nè. Còn đây thì nghệ nhân đã đắp tượng xong rồi nghe. Đợi để tháo khuôn thôi. Những tượng composite đã xong luôn. Giờ hôm nay đi thăm nơi đúc tượng Phật, nhất là thầy Sư Minh Tệ, đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.